Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài của ngày hôm nay về topic là phim. Ok. Thì phim không phải là một cái chủ đề quá xa lạ của chúng ta đúng không nào? Bởi vì chúng ta, tất cả mọi người ở đây thì có lẽ đều xem phim rồi. Nhưng mà để có thể nói về bộ phim hay là mô tả bộ phim ấy, thì đấy là một cái công việc không hề dễ dàng một tí nào đúng không nào? Vì chúng ta sẽ cần một số những cái từ vựng nhất định để nói về nội dung của phim đúng không? Nhưng mà trong cái bài này thì mình sẽ không cố gắng sử dụng nhiều những cái từ phức tạp liên quan đến chuyên ngành của phim ảnh đâu nhá. Ok, mình sẽ cố gắng làm một câu trả lời nào mà nó khá là thân thiện với người nói à. Tức là nó khá là dễ. Ok, rồi. Trong cái phần này thì cũng không có cái gì nhiều để chúng ta phải tìm hiểu về phim nữa. Như mình đã nói lúc nãy, mình sẽ tránh sử dụng những cái từ quá phức tạp, quá cầu kỳ về cái topic này. Alright. Thế nên là chúng ta sẽ đi vào cái phần luyện tập của nó luôn nhá. Câu hỏi mà mọi người có trên app MyAMS thì nó sẽ hơi khác với cái nội dung mình giới thiệu ở đây một chút. Thì thay vì việc là mình trả lời từng câu hỏi, mình sẽ tổng hợp tất cả những câu hỏi đấy thành một câu hỏi lớn, đấy là nói về một bộ phim mà mình thích xem. Ok, và chúng ta sẽ xử lý nó như là một câu hỏi trong Speaking Part 2 nhá. Alright. Thì đối với những cái câu hỏi Speaking Part 2 thì mình thường có một cái how do I say this? Có một cái sườn dàn ý cơ bản như thế này. Đó là nó sẽ gồm 3 phần: background, describe and feelings and comments. Ok, phần background sẽ là những cái thông tin cơ bản về cái sự vật hiện tượng mà chúng ta muốn mô tả. Phần describe thì dĩ nhiên là cái phần chúng ta mô tả rồi. Và phần feelings và comments là chúng ta sẽ nói về cảm nghĩ của bản thân cũng như là những cái nhận xét của mình về cái vấn đề hoặc là về cái sự vật hiện tượng mà mình đang mô tả. Ok. Rồi, thế trong những cái phần này chúng ta sẽ nói những cái gì và những cái phần này có đủ để chúng ta nói trong vòng 2 phút hay không? Thì về những cái phần này chúng ta sẽ nói cái gì nhá, thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Còn để trả lời cho câu hỏi của mọi người là liệu nói ba cái ý này là có đủ hay không, thì mình nghĩ là đủ nhá. Và lát nữa tất nhiên là mình sẽ chứng minh là nó hoàn toàn đủ để cho mọi người nói được từ 1 phút rưỡi đến 2 phút. Ok, tuy nhiên ở đây thì mọi thứ nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Mọi người có thể làm theo nếu mọi người thấy nó hiệu quả, hoặc là nếu như mọi người cảm thấy là những cái ý như thế này nó chưa đủ để cho mọi người nói hết trong 2 phút ấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể thêm những cái chi tiết của bản thân mình vào, đưa những cái nội dung mà mình cho là cần thiết vào. Ok, không có một cái form nhất định nào cho những cái câu trả lời của mình cả. Thậm chí là mình không cần phải tuân thủ 100% những cái gợi ý mà đề bài cho chúng ta ở trong cái cue card ấy, ở trong cái phần câu hỏi luôn. Mình có thể xử lý câu hỏi này theo cách của mình. Và mọi chỉ có một cái lưu ý duy nhất thôi khi trả lời Speaking Part 2, mọi người phải nhớ giúp mình nhé. Đấy là trong Part 2 mọi người cố gắng nói giúp mình càng nhiều càng tốt. Ok, mặc dù là người ta có nói, giám khảo có nói với mình là nếu như mình nói quá 2 phút thì người ta sẽ dừng ngừng. Ok, nhưng mà cái việc chúng ta bị ngừng ấy không phải là một điều tệ một tí nào cả nhé. Bản thân cái Speaking Part 2 nó sinh ra là để kiểm tra cái khả năng duy trì cái mạch nói của mình ấy, hoặc là trả lời một câu hỏi trong thời gian dài ấy. Thế nên là mình cứ đáp ứng yêu cầu đấy là tốt rồi đúng không? Mình nói được dài, mình có thể duy trì cái mạch nói của mình có thể tiếp tục nói về vấn đề này mà không lập ý hoặc là không quá lan man. Đấy, nên chúng ta thể hiện được cái điều đấy đã là rất là tốt rồi. Alright. Rồi, quay trở lại với câu hỏi của chúng ta. Describe a movie you enjoy watching. Hãy mô tả một bộ phim mà mình thích xem. Thì như lúc nãy mình đã nói, chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi này theo 3 phần. Nội dung cơ bản về cái bộ phim đấy, mô tả bộ phim đấy và những cái cảm nghĩ cũng như là những cái bình luận của mình về cái bộ phim này. Alright. Và trong từng phần này chúng ta sẽ nói cái gì, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Alright. Ở trong phần background thì nhiệm vụ của chúng ta là giới thiệu ra những cái thông tin rất là cơ bản về vấn đề này thôi. Introduce basic information. So what are these basic information? Ok, thứ nhất đó là tên và cái thể loại của bộ phim. Tên thì chúng ta dùng từ title nhá, chúng ta không dùng từ name. Ok, the title and the genre of the film. Ok, cái thể loại phim ở đây mình dùng từ genre.
mọi người chú ý phát âm của mình cho giúp mình nhá. Từ này nó hơi lạ một chút, chúng ta phát âm nó là genre, genre. Ok, tên của thể loại bộ phim. Thì nói về thể loại ở bộ phim thì không biết mọi người biết những cái thể loại phim gì nhỉ? Có thể comment xuống chat giúp mình được không? Xem mọi người đã biết, có biết những thể loại phim gì? Action movie đúng không nào? Thì đấy là một cái loại phim khá là phổ biến đúng không? Phim hành động. Ok. Có loại phim gì khác không ạ? Chúng ta, nếu chúng ta xem phim tài liệu thì nó sẽ gọi là documentary. Ok. Khoa học viễn tưởng thì sẽ là science fiction. Và cái việc tìm hiểu về tên của các thể loại phim này nó không hề khó nhé. Các bạn chỉ cần lên bất cứ một cái trang xem phim của nước ngoài nào là mọi người có thể thấy một list những cái từ vựng liên quan đến thể loại phim. Ví dụ như mọi người vào Netflix ấy, thì chúng ta có thể search, có thể tìm được rất nhiều cái genre khác nhau đúng không? Từ crime cho đến detective, đến science fiction. Ok. Xong ngoài cái việc giới thiệu tên và thể loại phim ra thì mình cũng nên nói về việc là mình xem cái bộ phim đấy khi nào. Ok. Mình bắt đầu xem lần đầu tiên khi nào ấy, lần đầu tiên mình xem và sau đấy mình có đi xem lại nó hay không, mình có xem nó mấy lần chẳng hạn. Ok, đấy là những cái thông tin mình có thể thêm vào. Và cuối cùng là ở trong phần đầu mà nó giống như cái mở bài ấy, thì khi giới thiệu thông tin cơ bản xong mình sẽ nêu ra khái quát thôi cái cảm nhận của mình về bộ phim này, nhìn chung là mình có thích nó hay không. Alright. Rồi. Thế thì trong phần background này như mình viết ở đây á, như mình gợi ý ở đây thì chúng ta có thể giải quyết cái background này trong vòng 3 câu đúng không? Thì với 3 câu này mọi người hoàn toàn có thể nói trong khoảng từ 30 giây thậm chí là hơn. Thì đó, 30 giây nữa là nửa phút rồi và cái câu trả lời của mình chỉ cần từ 1 phút rưỡi đến 2 phút thôi là đã đạt yêu cầu rồi đúng không? Ok, bây giờ đi đến chi tiết nhé. Alright. Now I'd like to talk about a movie that I really enjoy watching, which is Endgame, the final part of the Avengers series. Alright, cấu trúc câu không hề có gì đặc biệt và mình rất là muốn mọi người lặp đi lặp lại cái câu đầu này giúp mình. Now I'd like to talk about. Ok, không phải là vì nó hay hay nó có cấu trúc gì đấy quá đặc biệt mà đơn giản là vì nó đơn giản. Ok, vì nó dễ. Và ở trong cái phần mở đầu này mình không cần phải có cái gì đấy quá mổ mè đâu. Nếu mọi người thích mở bài dài dài một chút, ví dụ như là tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim, từ phim hành động cho đến phim trinh thám, tâm lý, tình cảm, nhưng bộ phim tôi thích nhất là bộ phim này, nó thuộc thể loại kinh này. Ok, cũng được thôi, không có hề có vấn đề gì cả. Và nếu mà nói như thế thì đúng là mình sẽ có nhiều thông tin hoặc là mình sẽ nói được cái câu dài hơn đấy. Và cái phần trả lời của mình có thể sẽ dài hơn. Nhưng mà mình thì mình không thích màu mè những chỗ không cần thiết. Thế nên là ok, ở phần đầu này chúng ta cứ có thể trả lời đơn giản như thế này thôi. Now I'd like to talk about a movie that I really enjoy watching, which is Endgame, the final part of the Avengers series. Alright. Rồi, chỗ này thì mình có nêu ra cảm nghĩ của mình luôn. Unlike most of my friends, I'm not a huge fan of superhero movies because I think they are a little childish. Ok, không giống như hầu hết các người bạn của tôi không phải là một fan điên cuồng của những cái bộ phim siêu anh hùng. Có nghĩa là mình không phải là quá thích các bộ phim về siêu anh hùng. Vì sao tôi lại không quá thích những bộ phim siêu anh hùng ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng những cái bộ phim này nó hơi bị trẻ con. Đấy là cái ý nghĩa của từ childish. Ok. Rồi, có một phần gì mình chưa nói đến ạ? Cái phần mà tôi xem nó khi nào đúng không? Thì đây mình cũng giới thiệu rất là chung chung thôi. Alright. Mặc dù là tôi thấy nó hơi trẻ con đúng không? But since Endgame is set to be one of the greatest movie in the 21st century, I still decided to check it out. Ok, hoặc là I certainly did not want to miss it. Ok, mặc dù là cái bộ phim này hơi trẻ con ấy, nhưng mà bởi vì Endgame được coi là, hoặc là được người ta thường nói là ấy, hoặc là được mọi người tôn
lên là một cái bộ phim hay nhất của thế kỷ 21. Thế nên là mình vẫn quyết định là phải đi xem nó như thế nào. Ok. Hoặc là mình chắc chắn là không muốn bỏ lỡ nó. Ok. Rồi, thì cái phần đầu tiên của chúng ta sẽ như sau. Khi chúng ta nói về favorite movie, now I'd like to talk about a movie that I really enjoy watching, which is Endgame, the final part of the Avengers series. Unlike most of my friends, I'm not a huge fan of superhero movies because I think they are a little childish. But since Endgame is said to be one of the greatest movies in the 21st century, I still decided to check it out. Ok? Và chúng ta có cụm từ to check it out. To check something out nghĩa là xem cái gì. À, thế thôi, xem xét nó. Ok, thế thôi. Không có cái gì quá cầu kỳ trong câu này cả. Ok, can you do it? Can you do one of your own? Mọi người có thể tự làm một cái câu của mình được không? Tự xây dựng một cái phần trả lời của mình được không? Ok, mỗi người chúng ta sẽ có một cái favorite movie, đúng không? Mỗi người chúng ta sẽ có một cái bộ phim mình ưa thích nó khác nhau. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ có một chút practice nhá. Bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 2 phút để chuẩn bị nội dung. Alright. Mình sẽ để mọi người 2 phút, mọi người sẽ viết cho mình cái phần mở đầu như thế này nhá. Có thể là nó sẽ hơi dài một chút, mọi người sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng mà kệ đi không sao đâu, mọi người cứ thoải mái, cứ type những cái nội dung mọi người viết ra. Bởi vì đáng lẽ là chúng ta đã phải chuẩn bị câu hỏi này trước rồi đúng không? Nên là bây giờ có thể là cái việc viết câu trả lời ra nó sẽ không mất thời gian lắm đâu. Ok, viết giúp mình một câu trả lời của mọi người về cái bộ phim mà mọi người thích nhé. Một cái phần giới thiệu thông tin cơ bản. Alright. Và mọi người sẽ comment ở dưới phần chat nhé. Sau đấy thì ở trong phần Q&A mình sẽ cố gắng nhận xét tất cả những câu trả lời của mọi người. Ok. Alright, moving on to the second part. Phần thứ hai là gì ạ? Phần mọi người nhớ không? Phần thứ hai chúng ta sẽ đi mô tả bộ phim đấy nhé. Đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần describe. Trong phần này chúng ta sẽ nói cái gì? Để nói một bộ phim thì mình sẽ phải nói về nội dung của nó đúng không? Thì đây mình nghĩ là cái phần sẽ khó nhất này. Bởi vì là nói về một bộ phim mà nó kéo dài trong khoảng đến 3 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Phim nào ngắn thì cũng phải 90 phút, phim nào dài thì 180 phút. Thì mình làm sao mình có thể tóm lược hết cái nội dung của bộ phim đấy vào trong một cái câu nói đơn giản được. Alright. Thế thì mình sẽ chỉ tóm tắt lược, sơ lược lại cái nội dung chính cực kỳ chung chung của cái bộ phim Avengers này thôi nhá. Thứ nhất ấy, là về cái nội dung của cái Endgame này thì là nó diễn ra sau những cái sự kiện của Infinity War, đúng không? Đầu tiên là nó diễn ra sau những cái sự kiện của Infinity War. Cụ thể cái bối cảnh của cái bộ phim này khi nó bắt đầu là gì ạ? Là sau khi Thanos đụng tay, đúng không, thì vũ trụ nó sẽ bị diệt vong, bị một nửa vũ trụ bị diệt vong. Ok. Và trong cái bối cảnh đấy thì những cái người Avengers, đúng không, những cái siêu anh hùng của trái đất sẽ phải tập hợp lại với nhau, đúng không? Tập hợp lại để làm gì ạ? Tập hợp lại để ăn để gọi là làm sao ạ? Undo Thanos' actions and restore balance to the universe. To undo something, ok. To do something là làm việc gì, đúng không ạ? To undo something ấy là, ok, nó giống như kiểu quay ngược thời gian ấy và gọi là làm cho cái hậu quả của cái hành động của mà ai đó thực hiện cái bị mất. Ok, mình không giỏi từ vựng tiếng Việt cho lắm ấy, mình không biết là cái từ undo này chúng ta nên dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ? Mọi người nếu như mà có câu cụm từ tiếng Việt nào mà nó sát nghĩa được với từ undo thì mọi người comment xuống đây giúp mình được không? Ví dụ như là Thanos actions là Thanos đụng tay, đúng không, và một nửa vũ trụ biến mất, đúng không, thì to undo Thanos action ấy là có nghĩa là chúng ta làm thế nào cho cái hành động đấy nó như là nó chưa từng xảy ra. Ok. Alright, chúng ta có cụm từ restore balance, đúng không? Restore là khôi phục lại cái sự cân bằng cho vũ trụ. Alright.
Mình chỉ nói như thế thôi, mình không thể nói được chi tiết cụ thể là những nhân vật đấy nó làm gì và họ chiến đấu như thế nào và họ trải qua những cái công cái giai đoạn như thế nào trong cái bộ phim này, bởi vì như thế nó sẽ quá mất thời gian và nó sẽ có quá nhiều chi tiết để nói, nên là mình sẽ chỉ giới thiệu lại một cái nội dung cốt lõi, nội dung chính nhất của bộ phim này thôi. Đấy là thứ nhất về mặt thời gian thì là bộ phim này diễn ra sau những cái sự kiện của Avengers Infinity War. Trong bối cảnh đấy thì một nửa vũ trụ đã biến mất đúng không, và các cái Avengers siêu anh hùng của chúng ta sẽ phải tập hợp lại với nhau để làm gì ạ? Để undo Thanos action và để khôi phục lại cái sự cân bằng cho vũ trụ. Ok, mình sẽ chỉ nêu cái nội dung nó ngắn gọn như thế thôi. Mình sau khi cái phần mình đã giới thiệu về cái nội dung của bộ phim rồi thì mình sẽ nhận xét một chút về cái phần nội dung này nhá, về cái cốt truyện của bộ phim này nhá. Thì cái từ plot ở đây là sẽ là cốt truyện của bộ phim. Ok, cái plot của Avengers thì sao, cái nội dung cốt truyện của Avengers thì sao? Nó unpredictable, là một cái tính từ rất là đơn giản, đấy là không thể đoán trước được, rất là bất ngờ. Ok, và mình có thể dùng một cái tính từ tiếp theo là từ captivating, nghĩa là nó rất là cuốn hút. Alright, nào bây giờ mình sẽ chuyển cái này thành một cái câu trả lời hoàn chỉnh nhá. Tóm lại là trong cái phần này mình sẽ nói sơ qua về nội dung của bộ phim và mình sẽ đưa ra một cái lời nhận xét là với cái cốt truyện như thế thì mình cảm thấy như thế nào. Ok, alright, câu trả lời nó khá là dài nhá và mình cần mọi người theo dõi rất là kỹ, bởi vì mình sẽ không hướng dẫn mọi người viết chi tiết cái phần nội dung này đâu. Alright, so Endgame picks up after the devastating events of Avengers Infinity War. At that time, the universe is in ruins due to the actions of the Mad Titan Thanos. With the help of the remaining allies, the Avengers must assemble once more in order to undo Thanos' actions and restore balance to the universe. Ok, câu đầu tiên, Endgame picks up after the devastating events of Avengers Infinity War. Ok, nội dung câu này ý của mình là gì ạ? Ý của mình có nghĩa là cái bộ phim Endgame thì nó tiếp diễn những cái diễn biến của Avengers Infinity War. Ok, và khi chúng ta muốn nói là cái này nó tiếp diễn cái diễn biến của cái gì ạ, thì chúng ta dùng cụm từ to pick up after nhá. Alright, devastating events. Ok, what does devastating mean? Thảm khốc nhé, cái sự kiện thảm khốc. Thảm khốc ở đây là một nửa số người, số sinh vật ở vũ trụ nó bị biến mất đúng không? Ok, thì câu đầu tiên mục đích của mình là nói là cái nội dung của bộ phim này, các cái sự kiện của bộ phim này diễn ra trong cái thời gian nào. Ok, và câu tiếp theo thì mình sẽ nói cái hoàn cảnh nơi mà bộ phim diễn ra. Trong thời điểm đó thì vũ trụ là in ruins. Ok, the universe is in ruins. Chúng ta hiểu cụm từ to be in ruins này có nghĩa là bị phá hủy nhé. Alright, at that time the universe is in ruins. Vì sao nó lại in ruins, vì sao nó lại bị phá hủy ạ? Vì cái hành động của Mad Titan Thanos. Ok, thì chúng ta sẽ dùng cụm từ due to. Cái từ due to này nó bằng với because of nhé, the actions of the Mad Titan Thanos. Ok, với sự trợ giúp của những cái đồng minh còn lại. Alright, with the help of the remaining allies. Chúng ta có từ allies này là các cái đồng minh. Ở đây thì cái từ này đang ở chia ở dạng số nhiều, mọi người rồi ở dạng số ít thì mọi người sẽ bỏ cái EAS này đi, thay nó bằng cái chữ Y dài nhá. Ok, remaining là còn lại thôi. Ok, thì với sự trợ giúp của những đồng minh còn lại thì the Avengers, những người Avenger, must assemble once more, phải tập hợp lại với nhau một lần nữa để in order to undo Thanos' actions and restore balance to the universe. Ok, đấy là phần cốt truyện chính của Avengers Endgame. Alright, đây là một cái phần nhận xét của mình. Và như thường lệ, những cái phần trước mình cũng đã nói ấy, là khi mình đưa ra comment, mình đưa ra nhận xét thì mình thường muốn nhắc đến cả hai mặt của vấn đề ấy, tức là mình muốn vừa khen vừa chê. Rồi,
thì mình sẽ sử dụng cấu trúc câu mặc dù, đúng không? Although, mặc dù nhưng. Nhưng mà trong cấu trúc tiếng Anh chúng ta sẽ không có từ nhưng, không có từ but, chỉ có từ although thôi, và chúng ta ngăn cách hai vế câu bằng một dấu phẩy. Ok. Although this storyline might sound like a cliche. Ok. Although this storyline might sound like a cliche. Chúng ta có từ storyline ở đây thì nó bằng với từ plot nhé, nó là cốt truyện. Mặc dù cái cốt truyện này nghe nó hơi làm sao ạ? Cliche là gì ạ? Cái từ này mình nghĩ là có thể mọi người cũng đã gặp nó ở đâu đấy rồi, chứ không phải là chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Nhưng mà trông nó cũng khá là lạ đúng không? Cliche. Và phát âm nó cũng lạ nữa. Ok. Although, mặc dù cái cốt truyện này nghe thì nó hơi làm sao ạ? Ok, từ này chúng ta hiểu nó là từ sáo rỗng nhá. Although this story like might sound like a cliche, thì có nghĩa là mặc dù cốt truyện này nghe hơi sáo rỗng. Sáo rỗng nghĩa là gì ạ? Tiếng Việt từ sáo rỗng, không biết mọi người có hiểu được nó không? Tức là sáo rỗng có nghĩa là không có một cái ý nghĩa gì ấy quá đặc biệt ấy. Và cái cốt truyện này nó chung chung và nó cũng khá là phổ biến. Ok, thì mình gọi nó là cái cliché. Alright, mặc dù là cái cốt truyện này thì nghe thoạt đầu nghe thì nó hơi sáo rỗng, nhưng mà cái nội dung của cái bộ phim Endgame này thì hoàn toàn là unpredictable. The plot of Endgame was completely unpredictable, which makes the movie even more exciting to watch. Ok. Mặc dù cái cốt truyện của bộ phim thì nghe qua nó hơi sáo rỗng một chút, nhưng mà nội dung phim thì hoàn toàn là không thể đoán trước được, và điều này khiến cho bộ phim trở nên thú vị hơn. Ok, more exciting to watch. Ok, ở đây thì mình đã cố gắng hết sức để làm cho cái phần mô tả bộ phim này nó đơn giản đi hết mức có thể rồi. Nếu như mọi người muốn mô tả chi tiết về một bộ phim ấy, thì ngoài cốt truyện ra chúng ta có thể nói về dàn diễn viên, đúng không nào? Chúng ta có thể nói về những cái hiệu ứng âm thanh, hình ảnh mà được sử dụng trong bộ phim. Ok, những cái điều đấy hoàn toàn là tốt nhá, mọi người có thể đưa vào đấy, mọi người có thể nhá. Nhưng mà ở đây mình đang cố gắng là làm một cái câu trả lời sao cho nó dễ, và nó tức là ví dụ như mọi người đi vào phòng thi và mọi người chỉ có nhớ được những cái thứ đơn giản cơ bản nhất về cái bộ phim này thôi, và chúng ta không có biết nhiều từ vựng về cái lĩnh vực phim này, thì đây sẽ là cách chúng ta sẽ trả lời. Ok. Alright, đầu tiên chúng ta sẽ nói ra là những cái tình tiết chính, những cái nội dung diễn biến chính của bộ phim này là gì, và mình sẽ đưa ra một số những cái nhận xét về cái nội dung đấy, đúng không? Nhận xét của mình ở đây là thoạt nghe thì cái nội dung này nghe nó hơi bị sáo rỗng một chút. Tuy nhiên là khi mà mình xem thì mình thấy diễn biến của bộ phim thì unpredictable. Ok, nó rất là bất ngờ, không thể đoán trước được. Và cái điều này khiến cho bộ phim nó thú vị hơn. Ok, that's all. Thế là hết phần describe rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến phần cuối cùng. Chúng ta sẽ nói về feeling, là những cái cảm nghĩ của mình khi mình xem bộ phim này. Alright. Ok. Thì khi nói về cảm nghĩ, bao giờ chúng ta sẽ có cảm nghĩ tích cực và tiêu cực. Thì cái việc chúng ta nhắc đến cả hai mặt của vấn đề, nó sẽ giúp cho câu trả lời của mình nó đa dạng hơn về cấu trúc, cũng như là về ý chúng ta sẽ không bị thiếu, đúng không ạ? Thì để nói về những cái cảm nghĩ tích cực, thì cái cấu trúc mà mình muốn mọi người luyện tập đó là What I love most about something is. Ok. Thì tại vì sao đây là một cấu trúc tốt? Bởi vì đây nó là một câu ghép, và nó có sử dụng một cái kiến thức chúng ta gọi là mệnh đề danh từ. Mọi người có thể thấy ở đây nguyên một cái mệnh đề What I love most about something. Ok, nó có chủ ngữ này, đúng không ạ? Nó có động từ này, đúng không ạ? Nó có cả tân ngữ này. Ok, nhưng khi chúng ta đưa thêm cái từ what vào đây á, thì nguyên một cái mệnh đề I love most about something này á, nó sẽ trở thành một danh từ, đúng không ạ? Nó sẽ thành cái điều mà tôi thích nhất về bộ phim này là. Ok, nguyên một cái mệnh đề nó được sử dụng trong câu với vai trò như là một danh từ, thì chúng ta gọi nó là mệnh đề danh từ, thế thôi. Alright. Cấu trúc của chúng ta là What I love most about something is, và sau is này thường là chúng ta sẽ cộng với danh từ, đúng không nào? Và nếu như chúng ta muốn dùng mệnh đề ở đằng sau
thì chúng ta phải thêm cho mình từ that vào đây nhá. Ok, và đây sẽ là ví dụ của mình. What I love most about this blockbuster is the non-stop action scenes. Cái điều mà tôi thích nhất về cái bộ phim bom tấn này, blockbuster là phim bom tấn nhá, bom tấn nhá. Điều tôi thích nhất về bộ phim bom tấn này là những cái cảnh hành động không ngừng nghỉ, ok, diễn ra liên tục. Alright. Honestly, I didn't expect this movie to be so overwhelming. Thật lòng mà nói thì tôi không nghĩ là bộ phim này nó sẽ choáng ngợp đến thế. Ok. Cái từ overwhelming này là choáng ngợp, tức là nó có rất nhiều những cái nội dung diễn ra, rất nhiều những cái cảnh hành động, rất nhiều nhân vật, nó khiến cho chúng ta cảm thấy là bị ngợp ấy, hiểu không? Nội dung này, bộ phim này nó quá là có nhiều cái diễn biến và mình khó có thể tập trung được vào một cái diễn biến cụ thể nào đấy, thì mình sẽ nói là bộ phim này nó choáng ngợp. Ok, all the fight scenes, tất cả những cái cảnh đánh nhau ấy, cảnh hành động ấy, are epic. À, cái từ epic này thì có lẽ là hầu hết mọi người đều biết đúng không? Ok, mình dịch nôm na là ấn tượng nhé. All the fight scenes are epic, and the final battle with Thanos and his army absolutely blew my mind. Ok, rồi chúng ta có cái vế đằng sau đó là the final battle with Thanos and his army absolutely blew my mind. A final battle là cái trận đánh cuối cùng đúng không nào, với Thanos và đội quân của hắn, thì absolutely blew my mind. So to blow somebody's mind, what does it mean, guys? Can you comment for me? What does to blow someone's mind mean? Làm ai đấy làm sao ạ? Rất là ấn tượng đúng không? Tôi cảm thấy cực kỳ ấn tượng về nó. Thì mình sẽ dùng là to blow my mind. Alright. Cái này thì nó cũng là idiomatic expression nhá. Nó không hẳn là một cái thành ngữ, nhưng mà nó là một cái câu mà có nghĩa bóng, đúng không ạ? Nếu mà xét theo nghĩa đen, tức là blow my mind là làm mình nổ đầu ấy. Thì dịch theo nghĩa bóng thì nó làm mình rất ấn tượng về nó. Ok. Nói về tích cực rồi thì chúng ta cũng sẽ phải nói về những cái thứ tiêu cực nữa đúng không nào? Rồi, thì khi một cái linking word để giúp chúng ta giới thiệu những cái ý tiêu cực đó là having said that. Mọi người chú ý giúp mình một chút là chúng ta sẽ chỉ dùng cái cấu trúc having said that này để nói về những cái thứ tiêu cực khi mà trước đó mình đã có đề cập đến những cái điều tích cực rồi nhá. Ok, cái từ này nó cũng khá là tương đương với từ however ấy, nó giống kiểu tuy nhiên ấy. Ok, rồi, thế thì cấu trúc chúng ta sử dụng trong bài này là sao? Having said that, tuy nhiên, I believe Avengers Endgame only appeals to the young who enjoys action. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái bộ phim Avengers Endgame này chỉ hấp dẫn với những cái người trẻ mà thích những cái cảnh hành động thôi. Alright. To appeal to có nghĩa là hấp dẫn ai đấy. Thì ở đây mình dùng là appeals to the young. The young là giới trẻ nhá. Giới trẻ nào? Giới những cái người trẻ mà thích hành động, thích phim hành động. Ok. Tiếp tục nhá. I mean, the movie was entertaining, but I love to see more in-depth conversation between the characters. Ok. Ý của tôi là bộ phim thì cũng khá là giải trí, nhưng mà tôi muốn thấy, hoặc là tôi muốn bộ phim này có nhiều những cái cuộc hội thoại sâu sắc hơn giữa những cái nhân vật. Ok, in-depth conversations là những cái cuộc hội thoại sâu sắc. Ok, vì sao lại thế ạ? Vì sao chúng ta lại cần xem được nhiều những cái cuộc hội thoại sâu sắc hơn giữa các nhân vật ạ? Bởi vì để cho bộ phim này có thể có một cái thông điệp nó ý nghĩa hơn. So the movie can convey a more meaningful message. So to convey a message có nghĩa là truyền tải đi một cái thông điệp nào đó. Ok, quay trở lại câu này từ đầu nhé. Having said that, I believe Avengers Endgame only appeals to the young who enjoys action. I mean, the movie was entertaining, but I love to see more in-depth conversation between the characters so the movie can convey a more meaningful message.
Ok, thế cái điểm tiêu cực mình nhắc ở đây là gì ạ? Tiêu cực ở đây là bộ phim này nó chỉ phù hợp với những người thích hành phim hành động thôi. Có nghĩa là bộ phim này nó không có một cái ý nghĩa sâu xa, quá cụ thể. Thật ra cái này là quan điểm cá nhân của mình thôi nhá. Rõ ràng là những cái fan của Avengers thì có thể nhìn ra rất là nhiều ý nghĩa thông qua tình tiết của bộ phim. Nhưng mà theo đánh giá cảm quan của mình ấy, thì đây thì Avengers Endgame là bộ phim giải trí, chứ nó không phải là một bộ phim để truyền tải một cái thông điệp đặc biệt nào đấy. Ok, thế nên là nó sẽ phù hợp hơn với những người trẻ. Còn đối với những người lớn tuổi hơn một chút thì người ta sẽ thường thích cái sự chiêm nghiệm khi người ta xem phim. Chẳng hạn là xem phim thì phải suy nghĩ, phải cảm nhận được cái ý đồ của đạo diễn hoặc là của biên kịch chẳng hạn. Thì cái điều đấy là điều không có đối với bộ phim Avengers. Alright. Ok, đó. Thì như vừa rồi chúng ta đã hoàn thành cái phần trả lời cho toàn bộ câu hỏi này rồi. Và bây giờ mình sẽ lướt lại một lần từ đầu để chúng ta xem toàn bộ câu trả lời của mình sẽ như thế nào nhé. Ok. Ok, mà trước khi chúng ta bắt đầu cái phần đấy thì mình tổng hợp lại một cái chút vocab cho mọi người trước khi chuyển sang phần review. Alright, to be childish là có tính chất trẻ con, ok? To check something out, có nghĩa là xem thử cái gì đó. The storyline thì nó đồng nghĩa với plot, và có nghĩa là cốt truyện. A blockbuster là một bộ phim bom tấn. To blow one's mind hoặc là to be mind-blowing là rất rất ấn tượng, cực kỳ ấn tượng mà nó khiến mình cực kỳ bất ngờ. To appeal to là hấp dẫn ai đó. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt lại một lượt cái câu trả lời của mình từ đầu đến cuối nhé. Mình sẽ trả lời một lèo cả ba phần này luôn. Ok. Alright, so talk about a movie you enjoy watching. Nói về một bộ phim mà mình thích xem. Now I'd like to talk about a movie that I really enjoy watching, which is Endgame, the final part of the Avengers series. Unlike most of my friends, I'm not a huge fan of superhero movies because I think they are a little childish. But since Endgame is said to be one of the greatest movies in the 21st century, I still decided to check it out. Endgame picks up after the devastating events of Avengers Infinity War. At that time, the universe is in ruins due to the actions of the Mad Titan, Thanos. And with the help of the remaining allies, the Avengers must assemble once more in order to undo Thanos' actions and restore balance to the universe. Although this storyline might sound like a cliché, the plot of Endgame was completely unpredictable, which makes the movie even more exciting to watch. What I love most about this blockbuster is the non-stop action scenes. Honestly, I didn't expect this movie to be so overwhelming. All the fight scenes are epic, and the final battle with Thanos and his army absolutely blew my mind. Having said that, I believe Avengers Endgame only appeals to the young who enjoys action. I mean, the movie was entertaining, but I'd love to see more in-depth conversations between the characters so the movie can convey a more meaningful message. Okay. That's the whole answer. How's that sound? Okay. Mình vừa nhìn thời gian ấy, thì cái phần trả lời của mình vừa rồi nó rơi vào khoảng hơn 1 phút rưỡi. Thì mình thấy là thế là khá là ok, khá là ổn đúng không nào? Hoàn toàn mọi người chú ý là mình có thể bắt chước cái cách làm này của mình nhá. Đó là mình sẽ không có nói cụ thể quá nhiều về cái những cái từ vựng liên quan đến phim, và mình coi cái bài này như là một cái phần là mình không biết gì về lĩnh vực phim ảnh luôn ấy, và mình chỉ là người đi xem phim thôi, và đi xem phim cảm nhận của mình như thế nào thì mình về mình kể như thế. Ok, một câu trả lời như thế này thì nghe nó sẽ tương đối tự nhiên, và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ dễ thực hiện một câu trả lời nó tương tự như thế này hơn là việc chúng ta dùng quá nhiều những cái từ vựng chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực phim ảnh. Mặc dù là mình không phản đối việc đấy nhé, dùng nếu các bạn biết, nếu các bạn hiểu về nó, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó, và câu trả lời chúng ta sẽ có một cái trường từ vựng nó tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu như mình chưa
master đến cái trình độ như vậy thì mình hãy cứ làm những cái thứ nó đơn giản thôi. Quan trọng là mình có thể có một cái thành quả nhỏ nhỏ là một cái bài nói hoàn chỉnh để mình từ đó mình cảm thấy nó tự tin hơn và mình sẽ tiếp tục cải thiện cái câu trả lời của mình. Ok. Thank you very much. That will be the end of our session. Ok. If you have any question, please ask me and I will answer it in the Q&A session. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Q&A nhé.